Và hiện tại thì em cũng đang trả đơn cho các bác, đó chính là dòng kiều tím thái á, kiều tím thái. Đó. Nhìn bên ngoài thì các bác sẽ nhìn thấy nó giống, nó thân nó hơi vuông đúng không ạ? Nhưng mà thực tế đây là dòng kiều tím của bên Thái và mặt hoa là màu hoa tím đậm nhé. À, mặt hoa tím đậm của dòng kiều tím Thái này, hoa rất là đẹp, rất là siêng bông. Và hiện tại em thấy là những cái mắt nụ của nó này, có một số mắt nụ đã hơi sưng sưng rồi. Về các bác kích hoa là có thể chơi hoa Tết rồi. Đó. À, hàng này thì 100% em thấy là hàng thân tơ. Đó. Mỗi chậu như vậy em bán với giá là 220.000 đồng một chậu. Đó. 220.000 đồng một chậu kiều tím Thái. Và sau đây thì em sẽ cho các bác xem cái mặt bông của kiều tím Thái nhé. Dạ đây là mặt bông của nó này. Đó, màu hoa tím đậm và rất là sai bông. Cái này các bác có thể ghép một thành 2 đến 3 chậu thành một cái giò lớn, khi mà ra bông phải nói là rất là đẹp. Đó, đây là kiều tím Thái ạ. Chỉ có 220 một chậu thôi. À, hôm nay thì em đặt số lượng nhiều. Đó. Hôm nay đặt số lượng nhiều để các bác mà hôm một rồi thì em nợ đơn các bác, hôm nay em sẽ trả đơn ạ. Tiếp theo đó chính là dòng giáng hương đuôi cáo. Mỗi chậu đuôi cáo hàng thuần như vậy này, cáo thì vốn dĩ cũng là một cái loại giáng hương. Tuy nhiên thì cũng có cây cũng nếu mà các bác nào chăm tập không tập quen ấy thì có thể là rất là khó thuần đối với dòng cáo này. Và hàng này thì nhà vườn người ta đã trồng nhất một chậu 3 thân cây như vậy này. Em bán với giá là 200.000 đồng một chậu. Một chậu 3 thân đối với giáng hương đuôi cáo. 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Tiếp bên đây đó chính là cát lay da. Cát lay da thì em có những cái bầu cát bông đại và hiện tại những cái bụi rất là to, rất là bự và nhiều nhánh như vậy này. Cát là một dòng rất là dễ đẻ nhánh. Nghĩa là các bác trồng khi mà nó phát triển đến một thời điểm nào đó, các bác có thể tách ra thành trồng và thành những chậu nhỏ hơn thì nó sẽ đẻ nhánh rất là nhanh hơn và hoa của nó rất là đẹp. Cát hiện tại thì em có 4 màu để cho các bác sưu tầm nhé. Màu đầu tiên đó chính là màu hồng đẹp. Đấy ạ, trước mặt các bác đây đó chính là màu hồng đẹp này. Màu tiếp theo đó chính là cát màu tím. Đó, cát tím nhé các bác nhé. Hàng này đẻ nhánh rất là nhanh. Cát tím. Màu cát tiếp theo nữa, màu thứ ba đó chính là cát hồng phấn. Hồng phấn ạ, đều là những cái bụi rất là to. Cái này thì em sẽ giới thiệu từng màu hoa. Thì em giới thiệu từng màu hoa để các bác có thể nắm bắt được. Và cuối cùng là cát vàng lưỡi đỏ. Đây phía dưới đây là cát vàng lưỡi đỏ. Cái này thì nhà em về hàng nhiều quá nên là để nó sẽ hơi không được nó hơi lộn xộn một chút. Nhưng mà bụi nào cũng rất là nhiều tép. Và các thị trường thì người ta bán có rất là nhiều mức giá khác nhau. Những cái bụi to như vậy thì thường người ta bán like, thì nếu bụi nó to thì có thể bán đến 250 một chậu đấy. Đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hàng này thì em bán theo cái giá hàng, nghĩa là bán solo thôi ạ. Nghĩa là đồng giá, với giá là 200.000 đồng một chậu nhé. 200.000 đồng một chậu cát. Đó, em cho các bác xem một số mặt bông cát này. Đó, rất là rực rỡ. Cát bông đại đấy ạ. Đó, trong đây có cát vàng lưỡi đỏ này. Cát tím này. Đó, rất là nhiều mặt cát khác nhau. Cái này nếu các bác mà yêu hoa cát thì thực sự là một cái dòng mà mình không thể bỏ qua. Các bác mua một chậu là 200.000, mua từ 4 chậu là 190.000. Đây là mặt cát đầu tiên mà em giới thiệu với các bác, đó chính là cát hồng đẹp đấy ạ. Đấy, bông rất là đẹp, rất là to, bông to như bông đại đấy ạ. Màu cát mà bán cực kỳ chạy của nhà em đó chính là cát vàng lưỡi đỏ đấy ạ. Đó, bụi to luôn. Còn đây là cát màu tím đấy ạ. Và cuối cùng, một mặt cát cũng đẹp không kém đó chính là cát màu hồng phấn. Đó. Cát bông rất là to. Với giá là 200.000 đồng một chậu, mua từ 4 chậu là 190.000. Tiếp theo đó chính là dòng cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên hàng cây giống ạ. Mỗi chậu cây giống này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Cửu bảo tiên thì nổi tiếng nó chính là dòng dễ trồng, sai bông. Sai bông dễ trồng và cực kỳ là thơm. Đó, hoa của cửu bảo tiên đấy ạ. Hàng này là chuẩn cửu bảo tiên nhá. Nó không lai với bất cứ thứ gì. Bất cứ cây gì ạ. Đó, hoa của nó đây. Một dòng giáng hương, dễ chăm sóc. 80.000 đồng một cây. Đó. Cái này 80.000 đồng một chậu nhá. Hàng cây giống ấy nó cũng không to lắm. Nhưng mà nó rất là dễ chăm. Tiếp theo thì xin giới thiệu các bác đến dòng đai châu. Đai châu thì hôm nay em có những loại đai châu như sau. Đai châu đầu tiên đó chính là đai châu hoa màu tím này. Đai châu tím hiện tại thì cây đang có nụ hoa, em bán là 250.000 đồng một chậu. Đó, 250.000 đồng một chậu nhá. Đây cái nụ của nó này. Đó. Các bác phải vạch ra từ cái kẽ lá đấy. 250.000 đồng một chậu đai châu hoa tím. Và đây là mặt bông của đai châu tím ạ. Đó. Rất là sai bông, màu tím thủy chung ạ. Loại thứ hai đó chính là đai châu cam lửa. Đai châu cam lửa thì em còn tầm vài bảng này. Một bảng nó sẽ có hai cây. Hai cây trên một bảng. Đó. Cả cây to cây nhỏ, hiện tại thì một số cây đang có nụ ạ. Mỗi bảng này em bán là 180.000 đồng một bảng đai châu cam lửa. Đây là mặt hoa của đai châu cam đấy ạ. Đó. Hoa rất là rực rỡ nhá. Và tiếp theo thì nó là một dòng đai châu Thái, nhưng mà cái này thì không phân loại được màu hoa. Em có hai loại, loại cây to này. Loại này thì em bán với giá là 250.000 đồng một chậu. Hiện tại thì ít nhất là có hai gồng hoa. Đó. Loại này là loại cây to nhá, 250 một chậu.
Cây rất là to, ít nhất là hai gồng hoa. Còn một loại nữa là một chậu đôi, cũng 250.000 đồng một chậu, nhưng mà cây nó nhỏ hơn một chút. Đây là chậu đôi, cũng hiện tại đang có gồng nhá. Đó, 250 một chậu đôi. Và cái loại một cây đơn này cũng 250. Đây. Và tiếp theo đây, hôm nay thì nhà em vừa cập bến một lô, đó chính là đai châu hồng cánh sen. Đó, một mặt hàng VIP của dòng đai châu Thái. Hôm nay thì về cây loại này thì cây loại cây chung, nó không phải là loại cây nhỏ như hồi trước là em bán 250. Loại này cây to hơn nhé các bác nhé, rất là nhiều cặp lá này, nhiều cặp lá hơn, to hơn, và hiện tại thì đang có gồng nụ hết rồi. Đó, nó có loại cả bảng gỗ, cả hàng chậu này, chậu nhựa này. Đó, đây là bảng gỗ này, bảng gỗ về các bác treo luôn, mình không cần phải thay giá thể. Còn các bác thích hàng chậu cũng được, mình lấy loại nào thì các bác cứ báo em nhé. Loại này thì em bán với giá là 350.000 đồng một chậu một cây. Đó, 350 một chậu, hàng đẹp luôn, hàng hôm nay mới về, 100% là hàng đang có nụ hoa. Đó, những cái cây lá mít rất là đẹp, 350.000. Đấy, rất là đáng đồng tiền bát gạo của mình bỏ ra. Cái này mà lên chậu thì toàn phải 400 mấy thôi, 450, 500 là chuyện bình thường. Đai châu hồng cánh sen, màu hoa VIP của dòng đai châu Thái ạ. À, tiếp bên đây thì em có một vài chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Đó, sơn thủy tiên là loại hoa mà ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Đó, một số mắt nụ thì nó cũng hơi sưng sưng rồi, về các bác kích hoa nhé. Đó, mỗi chậu như vậy em bán là 250.000 đồng một chậu sơn thủy tiên hàng thuần này, số lượng thì còn ít thôi ạ. Tiếp theo thì em còn duy nhất một chậu chớp Mỹ. Đó, hàng hiện tại thì đang có bông này, đang nụ hoa này. Đó, chuẩn bị ra hoa. Và hoa này thì là một cái dòng hoa VIP, nên cái giá thành của nó trên thị trường này rất ít, ít người người ta bán cái dòng chớp Mỹ này ạ. Hôm qua em về 5 chậu thì hiện tại chỉ còn duy nhất một chậu thôi. Chậu này thì có 3 thân, tức là 2 thân dài, chiều dài cũng phải đến 40 đến 50 cm, còn một thân ngắn hơn, nó rơi tầm khoảng 15 cm. Và mặt hoa của chớp Mỹ thì quá là đẹp rồi. Đó, em sẽ giới thiệu cái mặt hoa của nó nhé các bác nhé. Hàng này là hàng chuẩn chớp Mỹ. Giá thành thì nó rất là cao. Em còn duy nhất đó chính là chậu C5, 3 thân, 2 thân dài, 1 thân ngắn, 1.350.000. Dạ, đây là mặt hoa của chớp Mỹ này. Đó, những tia chớp xung quanh ấy. Còn duy nhất một chậu này thôi, chậu 3 thân này. Tiếp theo bên đây thì em có đó chính là 5 cánh tráng họng hồng. Hàng chậu 1 thân, chiều dài từ 40 đến 50 cm, 45 đến 50 cm. Chậu khá là dài, thân mập đẹp. Loại này em bán là 230.000 đồng một chậu 1 thân. Đây là mặt bông của 5 cánh tráng họng hồng. Đó, đến mỗi mặt hoa thì em sẽ cho các bác xem nhé, để các bác dễ dàng lựa chọn hơn. Hàng này thì các bác yên tâm là chuẩn mặt hoa thôi, bởi vì hàng từ kỳ thân già này. Đó, đây 5 cánh tráng họng hồng đấy ạ. Phía bên đây đó chính là dòng phi điệp đỏ. Đấy, mỗi chậu tầm 1 đến 2 thân. À, em bán với giá là 250.000 đồng một chậu phi điệp đỏ. Đây là mặt bông của phi điệp đỏ đấy ạ. Màu đỏ rất là rực rỡ nhá. Tiếp theo đó chính là trầm hồng. Trầm hồng em có hai loại, cái loại mà chậu 1 thân kìa, em bán với giá là 260. Còn chậu từ 2 thân trở lên, 2 đến 3 thân em bán với giá là 330.000. Trầm hồng lá mít. Đó, cái mặt bông của nó cánh bầu rất là đẹp. Đó, đây là trầm hồng này. Đó, cánh bầu rất là đẹp nha các bác nhé. Tiếp theo bên đây thì em có đó chính là phi điệp DL166, một chậu 2 thân. Loại này thì em bán giá là 250 một chậu, và hàng hiện tại thì đã xuống lá rồi. DL166 đây. Đó, cái môi của nó cũng họng nhung này rất là đẹp này. DL166 250.000 đồng một chậu một thân. Và cuối cùng đó chính là đại hồng liên. Đại hồng liên hiện tại thì hàng xuống lá hết rồi, và đảm bảo các bác kích hoa thì có thể chơi hoa xuân luôn này. Đại hồng liên này thì với giá là 250.000 đồng một chậu một thân, và chiều dài thân từ 50 đến 60 cm. Đó, một thân phi điệp như vậy quá là tuyệt vời, hoa thơm nữa. Loại này thì hoa rất là thơm. Và tiếp theo một mặt hàng của trầm của Hán nó nổi tiếng các bác mà ở trên thị trường hiện tại và cũng như là rất là lâu nay rồi, đó chính là dòng trầm cửu long. Đó, một chậu 2 thân như vậy em bán với giá là 350.000, 350.000 đồng một chậu 2 thân. Chậu 1 thân đã dao động vào tầm khoảng 260 đến 280 rồi. Đấy ạ. Lô đợt này thì em về cái chậu 2 thân, các bác mua thì sẽ rơi hơn rất là nhiều, chiều dài thân từ 40 cm đến 50 cm. Đó. Tính ra chỉ có 180 một thân đối với trầm cửu long nhá, hàng rất là rẻ luôn. Màu hoa tím đậm rất là đẹp. Tiếp theo là hồ điệp ạ. Hồ điệp, đây là hồ điệp hàng hai gồng hoa cốc 2.8 nhá mọi nhá. Đó, em có những màu như sau. Hồ điệp thì Tết năm nào thì cũng được các bác ưa chuộng rất là nhiều, và hồ điệp thì hoa rất là bền hoa. Mình chơi hoa nhá, có thể chơi đến 2 đến 3 tháng ạ. Cái này các bác trồng vào chậu nhỏ này, mình để trên bàn uống nước này, để trên bàn đấy,
Tết thì nó là rất là rực rỡ. Và hồ điệp này thì em bán với giá là 85.000 đồng một chậu. Hiện tại thì hàng chỉ còn có 3 màu. Màu thứ nhất là màu hồng kẻ này. Màu thứ hai đó chính là màu có màu cam, cam hồng và màu chấm hồng. Đó. Em nhớ là như thế. Cái này thì đã phân loại rồi. Nói chung là sẽ có 3 màu khác nhau để các bác sưu tầm nhé. Hồ điệp hai ngồng hoa, hiện tại thì đang có nụ hoa để các bác chơi hoa Tết này, hoa bền. Mình có thể lấy 3 chậu mình ghép vào một chậu chậu to thì khi mà ra hoa thì nó khá là đa dạng mặt bông đúng không ạ? 85.000 đồng một chậu nhé. Tiếp theo đó chính là dòng kiếm thái hoa vàng. Đó, một trong những dòng hoa kiếm mà được like từ những mặt bông mẹ rất là đẹp, rất là xuất sắc trên thị trường. Kiếm hoa vàng thì hiện tại em có 4 mã. Mã 1003, IC1003, IC1004, IC1005. Đó, cái này thì em sẽ cho các bác xem mặt hoa của từng loại nhé. Kiếm này thì rất là đẹp. Đây là dòng kiếm vàng. Các bác mà tín đồ của kiếm, những bác mà yêu kiếm thì không thể bỏ qua những mặt bông đẹp như vậy. Hàng thì số lượng nhà em hôm nay thì nhà em có số lượng nhiều. Em bán với giá là 180.000 đồng một chậu. Mua từ 4 chậu em để giá là 170.000. Đó, đây là mặt bông kiếm này, IC1003. Tiếp theo là IC1004 ạ. IC1005. Và đây là IC1006. Bốn mặt hoa kiếm khác nhau để các bác có thể sưu tầm, lựa chọn cho mình vào bộ sưu tập kiếm của mình nhé. Đó, 180.000 đồng một chậu. Mua từ 4 chậu giá 170.000. So với cái thời điểm đầu thì giá thành bây giờ là quá là rẻ rồi. Thời điểm đầu các bác mua phải dưới 200.000 đồng một chậu và mua số lượng nhiều mới được phải giảm giá như thế đấy ạ. Tiếp theo thì em vẫn có những cây hoa mộc lan. Hoa mộc lan hiện tại thì đang có nụ hoa này. Đó, có những cây thì nó hồi trước là bán 150 một cây, nhưng bây giờ thì không còn số lượng nhiều, nên em bán với giá là 120.000 đồng một cây hoa mộc lan. Giá rất là rẻ để các bác có thể sưu tầm một cái loại hoa mà chơi Tết. Đó, hoa mộc lan là cái dòng mà bên nước ngoài người ta trồng có thể là làm bóng mát, cũng như là trồng vào trong những cái khu vui chơi ấy, để mọi người có thể tham quan và ngắm cảnh, chụp ảnh đấy ạ. Đấy, hoa mộc lan, hoa rất là đẹp. Loài hoa này bông to, cánh bông rất là to. Đây ạ, đây là một số hình ảnh mà em lượm nhận được trên mạng nhé. Hoa mộc lan, hoa của nó rất là đa dạng màu sắc này. Đó, bông to. Và hiện tại các bác thấy là cái nụ của nó cũng khá là sai bông đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Với giá là 120.000 một chậu. Đó, các bác về trồng chơi Tết, sau đó thì mình lại trồng ra bên ngoài vườn, mình làm trồng ra vườn để nó phát triển như bình thường nhé các nhé. Tiếp theo đó chính là những chậu dendro úp chớp, dendro úp chớp mini này. Đó, những chậu này thì em bán giá là 90.000 đồng một chậu, mua từ 3 chậu là 80.000, số lượng thì không còn nhiều ạ, bán giảm giá luôn. Bên đây thì em có hoàng thảo trúc đen. Đó, hoàng thảo trúc đen cây rất là xanh này, xanh đẹp. Em bán giá là 130.000 đồng một cân hoàng thảo trúc đen. Để cái này thì em để ở trong cái đấy. Hoa của nó màu vàng, hoa rất là thơm nhé các nhé, hoàng thảo trúc đen. Em còn duy nhất một bụi kiếm hồng viền. Giờ mới để ý còn duy nhất một bụi rất là to này. Bụi này 650.000 đồng một bụi. Đó, số đấy, còn duy nhất một bụi thôi. Kiếm hồng viền vàng nhá. Hàng khủng này nó thật các bác là giờ đặt hàng không có. Hôm vừa rồi em chỉ về có 5 chậu thôi, bây giờ chỉ còn duy nhất một chậu này. Kiếm hồng viền vàng, một bụi rất là to. Đấy, 650.000. Em còn vài cây hoa đỗ quyên thanh lý này, 60.000 đồng một cây, bình thường là 90.000. Hôm nay bán thanh lý đây. Đen rô sân, hiện tại hàng đang có nụ hoa. Đấy, có những nụ mà nó chi chít như vậy này. Đó, 120.000 đồng một chậu. Đấy, em sắp hết hàng cái dòng đen rô sân này, 120.000 đồng một chậu. Đó. Em giờ em mới để ý em còn một chậu lan đuôi công, bình thường là 230-250 ạ. Còn duy nhất một chậu này, nhưng mà nó hơi ít thân. Em bán thanh lý 160.000 đồng một chậu này nhé, 160 chậu lan đuôi công ạ. Phía tiếp bên đây đó chính là dòng châu như lai 5 cánh trắng. Em có di linh xuân lai 5 cánh trắng và châu như nhé. Đây ạ, châu như lai 5 cánh trắng này, 250 một chậu. Đây ạ, chắc thì còn vài chậu di linh xuân lai 5 cánh trắng thôi, số lượng thì không có nhiều. Di linh xuân cũng 250.000 đồng một chậu. Các bác mua một cặp thì là 230.000. Nghĩa là lấy từ 2 chậu trở lên thì em để giá là 230.000. Em còn 4 cây đay châu khủng này, hàng hoa sổ số này. Em có T22. T22 gồm 1 cây 1.100.000. Cây này thì gồm có 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ. Cây này hiện tại thì em đang thấy có 4 nụ ạ.
1.100.000. Tiếp theo là T25. Cây này rất là to. Đó, cây này thì thực ra là nó đáng nhẽ nó phải rơi tầm khoảng 1.250.000. Tuy nhiên thì do cái lá của nó này, quá trình vận chuyển với nó hơi bị gập một chút này. Đấy, cây này em bán là 1.050.000, bán thanh lý với giá 1.050.000. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ. Đấy, cái nụ này nó hơi hạt gạo này, 5 nụ. Và có một nụ hôm nay em nhìn thấy ở phía dưới đây, 6 nụ. Cây này 6 nụ nhá, 1.050.000. Tiếp theo T23 này, cây này 1.000.000. Cây này 1.000.000 ạ. Dạ. Cũng rất là nhiều nụ nhá. Đó, 1.000.000 cây này. Và cuối cùng là T21. Cây này hôm trước em bán 1.200.000. Nhưng thực ra thì cây này thì nó cũng bình thường. Cây này em bán với giá là 1.150.000. Cây này sẽ bớt cho các bác 50.000, 1.150.000. Cũng rất là nhiều nụ. Đấy, nụ xương khá là to rồi. Toàn tay trâu khủng thôi. Còn duy nhất 4 cây đấy ạ. Hàng khủng bây giờ nói chung là rất là ít hàng. Càng gần Tết thì tay trâu càng khan hiếm đấy ạ. Tiếp theo em còn vài chậu thanh đạm Indo ạ. Hàng này để cho bác về trồng làm giống này, 150.000 đồng một chậu. Đó. Bình thường là hơn 200.000, 150 một chậu thanh đạm Indo. Số lượng thì không còn nhiều. Chậu nào ít thân quá thì em sẽ bán thanh lý nhá, 150 một chậu này. Tiếp theo thì em có bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công thì em còn hôm nay em sẽ tối nay vừa về thêm một số hình hàng, nó hàng dề to thì em sẽ quay riêng. Còn loại này thì khóm nó vừa vừa. Và hiện tại thì em thấy là cũng đang có mầm nụ lên rất là nhiều nhá. Đây cái quả của nó này, quả năm vừa rồi này. Bông nó to nên cái quả nó rất là to. Đây cái mầm nụ của nó ạ. Loại này thì em bán là 350.000 đồng một cân. Các bác mua từ 2 cân em sẽ để giá là 330.000 nếu các bác mua từ 2 cân. Và mặt hoa của bạch ngọc đuôi công thì rất là xuất sắc rồi ạ. Đó. Đây là mặt hoa của bạch ngọc đuôi công nhé các bác nhé. Hoa rất là đẹp. Hoa màu trắng mút này, trắng tinh khôi luôn. Đó, đây là màu hoa của nó này. Mặt hoa của nó khi mà những cái dề to này. Đó, rất là to và đẹp. Em có một cái dề bạch ngọc đuôi công rất là to. Dề này rất là nhiều ngồng hoa nhé. Đó. Cái dề này em chẳng biết là có nhiều không, nhưng mà thấy một số bồm hoa nó cũng khá là dài rồi. Dề này bác nào lấy theo hàng cân em sẽ tính theo giá hàng cân này. Còn không biết là có bao nhiêu ngồng hoa. Thế dề này khá là to. Bác nào lấy thì em sẽ bán với giá là 300.000 đồng một cân, bán thanh lý luôn. Đó. Nguyên một cái mảng to này. Về các bác ốp thực sự là có một cái dề to bạch ngọc đuôi công này rất là hiếm khi có đấy ạ. Hôm nay thì em có một số hình nguyên bản. Và đây ạ, hình nguyên bản đầu tiên. Dề nguyên bản này thì em bán với giá là, sáng nay thì em có 8 hình nguyên bản nhưng hiện tại đã hết hàng rồi. Bây giờ em tính đánh từ B10 nhé. B10 là một dề nguyên bản, hiện tại thì đang có nụ hoa này. Đó. Nhưng mà cái khúc nguyên bản này thì người ta mổ từ vừa rừng, nhưng mà nó hơi cái rễ của nó, bộ rễ của nó cũng hơi lung lay. Về các bác phải cho vào chậu lớn. Đây ạ, một dề nguyên bản này em bán là 550.000. Cái khúc nguyên bản này thực ra là rất là nhiều ngồng hoa này, cái ngồng hoa dài này. Đó, bên đây cũng ngồng hoa này. Bên đây cũng ngồng hoa này, rất là nhiều ngồng hoa đang nhú lên nhá. 550.000 cái B10 này. Tiếp theo B11 là một cục. Cục này khá là nhỏ thôi, nhưng mà theo như em để ý thì nó chưa có nụ hoa nên là dề này em bán là 180.000. Cái khúc này là B11 này. Tiếp theo là B12. B12 cũng là một khúc. Khúc này không rõ là có, à đây có ngồng hoa đây. Ồ, có một ngồng hoa nhưng gãy rồi. Đây là cái ngồng hoa lúc nãy em vừa ấy thì nó bị gãy mất rồi. Cái này do vận chuyển phí quá. Đấy, giò này thì em bán 250. Cái dề này 250.000. Tiếp theo có một dề rất là to. Dề này cực kỳ to. Dề này em gọi là 13, B13. Cái này em gọi là B13 này, B13. Cái dề này cũng đang lên mầm hoa này. Đó. Dề này em bán là 600.000 nhá. Một nụ rất là to, 600.000. B13 là 600.000 này. Đó. Hôm nay em có, còn tối nay hôm nay thì em còn một số giò chợ. Ngoài ra thì em vẫn có những chậu trồng rồng đỏ nhá. Chậu từ 2 thân đến 4, 5 thân. Đó, 2 thân thì em bán là 470.000. Loại từ 3 thân thì có giá từ 680 đến 700.000. Và loại 5 thân, 4 thân thì nó rơi tầm khoảng 930
930.000. Đó, hàng hiện tại thì đã xuống lá hết rồi. Do cái thời lượng video nó có nhiều hàng quá, em không thể quay chi tiết được, nhưng mà nói chung là hàng nó cũng khá là xem nhau. Đó. Ví dụ như những cái chậu này này. Chậu 4 thân mới có giá 880, bởi vì thân có một thân nó ngắn hơn. Còn đâu đa phần là 4 thân là 920, 930. Hàng xuống lá để các bác chơi hoa Tết ấy, trầm rồng đỏ, hoa thơm nước mũi luôn. Và loại này thì riêng trầm nó có một cái ý nghĩa phong thủy nữa. Đó. Em còn một số mã đai châu mít này. Đai châu mít hôm nay em bán giá rẻ cho các bác này. Em còn một số mã như sau. Đó. Đây là đai châu rừng bóc trụ nhá. Đai châu rừng bóc trụ, nên mặt hoa của nó chủ yếu là màu hoa trắng đốm tím này. Ở đây là hình số 1, 3 cây 420.000. Đấy, một cây mít này. Đang có nụ này. Là cây thứ 2 này. Đây là cây thứ 3, 420.000. Đó. Tính ra thì chưa đến 150 một cây. 420.000 hình số 1. Tiếp theo là hình số 2, 3 cây 350.000. Đây là cây số 1 này. Đây là cây số 2 ạ. Đây là cây số 3 này. Đấy, 350. Hình số 4 này, 390.000 gồm 4 cây. Cây số 1 này. Cây số 2 đấy ạ. Đây là cây số 2 này. Đây là cây số 3 này. Cây số 4 đấy ạ. Đó. 390. Hình số 5, 3 cây 350. Đây là cây số 1 này. Đây là cây số 2 đấy ạ. Đây là cây số 3, 350 3 cây. Hình số 13. 370 3 cây. Cây số 1 này. Cây số 2 ạ. Cây số 3 đấy ạ. 370 3 cây 13. Hình số 11 3 cây 450. 3 cây này rất là to. Cây số 1 này. Cây số 2 này. Đây là cây số 3 này. Đó. Hình số 9 4 cây 420. Cây số 1. Cây số 2 đấy ạ. Cây số 3 đấy ạ. Và đây là cây số 4 ạ. Đó. 420. Tiếp theo là hình số 12, 3 cây 400.000. Đây cây số 1 này. Đây là cây số 2 đấy ạ. Và đây là cây số 3, 3 cây này 400.000, 3 cây. Hình số 14, 5 cây 570.000. Đây là cây số 1 này. Cây số 2 đấy ạ. Cây này thì khá là mít. Cây số 2. Cây số 3. Cây số 4 ạ. Đây là cây số 5. 5 cây này, 570. Tiếp theo là hình số 10, 3 cây 450. Cây số 1 này, rất là mít. Cây số 2. Rất là đẹp này. Cây số 3, 450, đính ra có 150 một cây ạ. Và cuối cùng là hình số 15, 3 cây. 300.000. Đấy, tính ra 100.000 một cây. Ba cây này khá là ổn. Đó, 100.000 đồng một cây. Ngày hôm nay thì em còn một số hình mít giao lưu với các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Và ra bên ngoài đây thì em còn một số hàng cân thanh lý này. Long tu đá tím thì em vẫn đang thanh lý với giá là 130.000 đồng một cân. Số lượng còn ít thôi. Cái chỗ hỏa hoàng cam này 70.000 này. Thanh lý chỗ này 70.000. Đai châu bóc trụ, đai châu rừng bóc trụ này 600.000 đồng một cân. Loại cây thì từ 3 cây đến 5 6 cây một cân. À loại 3 đến 5 6 cây một cân, hàng thanh lý nhá mọi nhá. Đó, hàng thì vẫn rất là ok. Hôm nay thì em bán thanh lý giảm giá luôn cái lô đai châu rừng này, đai châu bóc trực tiếp từ rừng nhá. Hiện tại tình trạng hàng thì cây của nó hiện tại đang có nụ hoa. Và mùa này thì các bác lưu ý giúp em là đang vào cái thời điểm mà mùa nghỉ của cây, và đai châu rừng thì bên Lào người ta cũng đang đến cái thời điểm mà nó khô, nên là năm nào cũng thế, đến thời điểm này cây nó sẽ không được căng mọng như cái thời điểm tháng 8 đến tháng 10 nữa rồi. Nên là các bác sẽ được rơi cây rất là nhiều. Đó. Đến đầu năm cây nó còn khô quắt lại cơ. Đó. Một số bác lưu ý giúp em khi mà các bác đặt đai châu rừng nhá. Hàng thì cực kỳ là khỏe, dễ chăm, dễ trồng, hoa đẹp, hoa trắng đốm tím. Một số cây thì nó đang ra hoa, nó còn đang tàn rồi này. Đó, đây hoa trắng đốm tím này, tàn hoa mất rồi. Em bán là 580.000 đồng một cân. Đấy, hôm nay bán giảm giá luôn. 580.000 đồng một cân. Bình thường là 630 này. Hôm nay bán thanh lý 580.
Em còn một ít cái hàng đai châu Thái, nhưng hàng này nó hơi lỗi lá một chút này. Đó, hơi lỗi lá nhá. Một số cây thì nó đều đang nụ hoa hết, nhưng một số cây thì nó hơi xấu mã một chút. Đó, có cây thì nó cắt lá như thế. Đó, nụ dài rất là dài. Loại này thì bình thường là 600.000, hôm nay em bán thanh lý với giá là 500.000 đồng một cân. Đai châu Thái, hàng thanh lý. Chỗ này chỉ còn 2 cân thôi, 2 cân hơn một chút, 500.000 đồng một cân nhá. Ngoài ra thì em vẫn có một số hình long tu xuân di linh. Đó, hàng thì dao động từ 900.000 à 800.000 đến hơn 1 triệu. Đó. Hàng thì nở hoa chuẩn Tết các bác nhá. Đó, long tu xuân di linh này. Rất là đẹp. Đấy, một số cây xuống lá rồi, hứa hẹn sẽ có một cái mùa hoa rất là rực rỡ. Đây là còn một ít kim điệp thơm này, bán thanh lý 100.000 đồng một cân. Cái chỗ bạch nhạn thanh lý này 70.000 đồng một cân. Nó hơi mất nước một chút. Lô sóc lào và kim điệp xuân thanh lý này 130.000. Chỗ này mà cân lên thực ra nó cũng phải rơi tầm cân rưỡi đấy. Hàng không quá xấu nhá. Hàng này thì thực ra là nó đang xuống lá thôi.